hỏi là làm cái nghề này đến bao giờ thì làm sao mà có thể trả lời được. Tại vì trước khi mình bắt đầu làm nghề này đến bây giờ mình có biết được nó sẽ thành công đâu. Đấy, trên phim lúc nào tôi cũng cười cười nói thế đấy. Nhưng mà ai biết bên trong như thế nào đâu các bạn. Cuộc sống mà. Nói ra thì bảo kể khổ chứ khô gà tôi bán toàn lỗ thôi. Quanh năm suốt tháng bạn bè đi du lịch, còn tôi thì cứ ngồi lì một chỗ ấy. Tôi đến là vô làm, tính ra thì hơi nhàn. Nhìn màn hình stream tới khi đêm tàn, lần la vài câu chuyện, con game cùng nhau luyện, một mình ngồi đó nói cười. Mặt trời vừa tinh rơi, nền nhà tường xăm ngang, đặt mình vào bộ chăn gối. Là một mạch đêm tôi, có khi suốt bao nhiêu ngày quấn quanh mãi trong nơi này. Dần dần rồi thì cũng thành quen, dần dần vì ngủ ngày cay đêm. Cuộc đời nhiều chuyện lạ thay, mang tới niềm vui mà người ta không thấy. Đành chịu thôi, cố giữ nụ cười ở môi, làm việc mình thôi thế nhưng vẫn có. Vài ba người cứ hỏi thăm, làm nghề đến mấy năm, rằng nhiều lắm khó khăn hay là vui mỗi ngày. Tiền nong thì dễ kiếm không, người ta nhỏ ngó cũng đâu. Ngoài bạn bè xa thì ai ở bên lúc buồn. Mấy năm nữa ta cứ làm mà chẳng cần đắn đo. Cuối tháng vợ đưa hóa đơn, tiền điện, tiền nước, tiền sinh hoạt chung. Hôm sau lại tiền bỉm sữa, tiền lãi ngân hàng, tiền đồ gia dụng. Lúc mọi người ngủ thì ta thức, đến 3 giờ dạ dày đau nhức. Cũng còn may khi mà có anh em bên cạnh an ủi, thôi thế cũng mừng. Bạn không quan tâm đến chuyện gần xa, không sân si đến chuyện nhà người ta. Biết thân biết phận mình thôi, dòng đời trôi chẳng cầu mong điều gì xa hoa quá. Chuyện gần xa cuộc đời ta nào thể biến hết nhưng vẫn có. Vài ba người cứ hỏi thăm, làm nghề đến mấy năm, rằng nhiều lắm khó khăn hay là vui mỗi ngày. Tiền nong thì dễ kiếm không, người ta nhỏ ngó cũng đâu. Ngoài bạn bè xa thì ai ở bên lúc buồn. Vài ba tuổi thôi nhá.